Alo. Bác sĩ Đô La ơi, tôi đau bụng quá, bác sĩ Đô La đến khám bệnh cho tôi với. Anh đau bụng à, đợi tôi một chút, tôi đến liền. Let's go. Đau bụng quá. Anh bị đau gì vậy ạ? Chào bác sĩ Đô La, bác sĩ Đô La ơi, tôi bị đau bụng này bác sĩ Đô La. Để tôi đo nhịp tim cho anh. Anh khám cho tôi đi. Đau bụng quá. Anh bị đau bụng rồi. Bây giờ phải làm sao bác sĩ Đô La? Để tôi tiêm cho anh một mũi tiêm. Hả? Tôi tiêm đâu bác sĩ ơi? Tôi tiêm đâu? Tôi sẽ tiêm cho anh một mũi tiêm. Đau lắm. Tôi không tiêm đâu, đau lắm bác sĩ ơi, tôi không tiêm đâu. Anh làm gì để tôi tiêm cho? Đau quá. Xong rồi đó. Đau quá. Tôi cho ăn thuốc nè. Nhau uống nha. Thuốc hả bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ Đô La nhiều nhá. Tôi đi đây. Bye bye. Bye bye.